Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Người cao tuổi, số đầu tiên của năm mới 2021. Nhân dịp năm mới, Đức Hải thay mặt những người làm chương trình kính chúc quý vị an khang thịnh vượng, chúc các bậc cao niên sống vui, sống khỏe, sống có ích. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung sau. Trong mục Tuổi cao gương sáng sẽ là bài viết về tư duy mới trong phát triển kinh tế của người cao tuổi. Trong phần sức khỏe tuổi già sẽ là tư vấn chữa bệnh xương khớp cho người già vào mùa đông bằng đông y. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phong trào người cao tuổi sản xuất kinh doanh, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở xã Trường Hà, huyện Hà Quảng ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Bên cạnh đó, việc thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đã và đang giúp các hộ dân trong xã từng bước đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Là người nhạy bén trong phát triển kinh tế, tận dụng nguồn nước suối Lenin trong lành chảy qua, nên từ nhiều năm nay, ông Ngụy Văn Thành, xóm Bản Hoàng, xã Trường Hà đã mạnh dạn đầu tư trang trại nuôi cá tầm, trở thành mô hình điểm cho nhiều người trên địa bàn tỉnh học tập. Do ưu thế về địa hình cũng như độ cao so với mực nước biển, nguồn nước lạnh tại khu vực Bắc Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng luôn dồi dào và ổn định quanh năm. Khí hậu thích hợp là điều kiện quan trọng nhất để nuôi các loại cá nước lạnh, đặc biệt là cá tầm. Năm 2016, ông Thành tham khảo mô hình nuôi cá tầm tại Sapa, tỉnh Lào Cai và đầu tư 200 triệu đồng xây dựng hạ tầng, lắp đặt hệ thống máy bơm, đường ống dẫn nước, mua cá giống, thức ăn. Ông Ngụy Văn Thành, chủ trại cá tầm cho biết, nuôi cá tầm không mất nhiều công chăm sóc, quan trọng nhất phải đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước lạnh, sạch, phải khử trùng, đo nhiệt độ nước đúng tiêu chuẩn thì cá sẽ ít bị nhiễm bệnh và sinh trưởng tốt. Thức ăn của cá không quá cầu kỳ, chủ yếu là thức ăn công nghiệp. Ngoài ra có thể thêm tôm, tép nhỏ. Thị trường tiêu thụ của trại cá tầm gia đình ông hầu hết là tại địa phương và các huyện trong tỉnh. Cá tầm có giá bán khoảng từ 250.000 đồng một kg, cao hơn so với các loại cá khác. Lợi nhuận đem lại từ mô hình nuôi cá tầm khoảng 250 triệu đồng trên một năm. Vừa xuất phát từ tức là trung tâm thủy sản 1 lên làm thí điểm ở trên nguồn nước của Bắc Bó. Xong là nuôi được thì chú tức là nuôi. Cá này nuôi cũng khó ấy, bởi vì kỹ thuật nó hơi cao, nó ở sạch sẽ xong là mình phải vệ sinh, xong là cái vốn tức là mình ít thì mình tức là cũng hơi khó. Tức là cái số cá này bây giờ phải làm thêm bể mới nuôi được, không thì nó bằng này nó hẹp quá, nó không cá giống mình không nuôi hết, nó không đủ hết. Từ nuôi thử nghiệm ban đầu vài bể nhỏ, đến nay trại cá tầm của ông Thành đã mở rộng diện tích lên hơn 600 m². Hàng năm gia đình ông nuôi 3 lứa, sau khoảng từ 12 đến 15 tháng, cá đạt trọng lượng từ 2 kg trở lên có thể cho thu hoạch. Sản lượng trung bình mỗi năm đạt trên 2 tấn. Ông Thành là người dám nghĩ, dám làm. Mô hình nuôi cá tầm của ông đã thực sự đem lại hiệu quả kinh tế. Trại cá tầm ông đặt tên là Thảo Công, tên các con của ông. Giờ đây thương hiệu cá tầm Thảo Công đã trở nên quen thuộc và là địa chỉ tin cậy đối với khách hàng trong tỉnh. Để có được thành quả như ngày hôm nay là do công sức của ông Thành đã mạnh dạn đầu tư, đặt nền móng kinh tế vững chắc để các con duy trì và phát triển nghề nuôi cá tầm. Với những ai đã từng biết, từng đến thăm trại cá tầm của gia đình ông Thành cũng đều cảm phục về ý chí, sự quyết tâm của ông, sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong việc phát triển kinh tế giữa các thành viên trong gia đình. Ngôi nhà khang trang, nổi bật giữa núi rừng, sông nước với đầy đủ tiện nghi của gia đình ông Thành chính là kết quả của sự nỗ lực không mệt mỏi của cả gia đình. Gia đình hội viên Ngụy Văn Thành ở trên địa bàn xã là một gia đình hội viên là tiêu biểu trong những năm nay, vì là
đã mạnh dạn đầu tư về mô hình nuôi cá tầm này, vì chúng ta biết là mô hình nuôi cá tầm nuôi không phải dễ, cũng kỹ thuật rất là khó. Hộ gia đình cũng đòi hỏi đã học tập các kinh nghiệm từ các tỉnh bạn về để nuôi. Cái mô hình này thì cũng kiểu là có được cái lợi thế là nguồn nước là suối Lenin rất là mát, trong thích hợp cho nuôi cá tầm, thì cũng là mô hình này cũng sẽ, nếu được thì chắc là cũng sẽ được nhân rộng trong địa bàn xã rất là nhiều, rất là thích hợp đấy ạ. Mặc dù mô hình nuôi cá tầm bước đầu đã đạt kết quả, song trên thực tế, diện tích nuôi trồng tại huyện Hà Quảng còn manh mún, chưa hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Để mô hình nuôi cá tầm không chỉ dừng lại ở tiềm năng, ông Lăng Bảo Luân, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Hà cho biết thêm, xã vận động khuyến khích bà con đầu tư mô hình nuôi cá tầm nhiều hơn, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Thời gian tới, Hội Nông dân sẽ tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng cho bà con để nâng cao chất lượng thương phẩm cá tầm. Đồng thời tổ chức quản lý hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao, gắn sản xuất với chế biến, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi liên kết, hướng tới xây dựng cá tầm trở thành sản phẩm đem lại giá trị kinh tế cao và mang tính đặc hữu vùng, từng bước giúp mô hình nuôi cá tầm phát triển theo hướng bền vững. Thưa quý vị và các bạn, đau nhức xương khớp là loại bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng ngày của người cao tuổi, đặc biệt là vào mùa đông gió lạnh. Tình trạng đau xương khớp bùng phát dữ dội gây ra những cơn đau âm ỉ, khó chịu cho người bệnh. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe cho bậc cao niên, hãy cùng lương y Lý Văn Sâm, Hội Đông y tỉnh Cao Bằng tìm hiểu một số cách chữa trị bệnh xương khớp bằng đông y và những lưu ý vào mùa đông trong chuyên mục Sức khỏe người cao tuổi ngày hôm nay. Về người già thì thường thường vào mùa đông thì cũng hay là đau nhức xương khớp, có thể là đau lưng, đau đầu gối. Thì tại nhà thì mình cũng ví dụ như là những cái cây thuốc nam sẵn có trong vườn nhà chung quanh đấy thì mình có thể hỗ trợ thêm là người già hãy về đắp sao đắp cụ thể những cái cây thuốc quanh ta. Tôi cũng giới thiệu thêm một số cây, ví dụ cụ thể là cây mần tưới, thứ hai là có thể là cây mồng châu, thứ ba là có thể cây lá láng, thứ tư nữa có thể là cây ngũ gia bì, thầu dầu tía, là đấy là những cây là ở quanh ta, với hạt gấp chẳng hạn có thể mình giã trong trộn với nhau sao với rượu ấm lắp vào thì cũng hỗ trợ được phần nào, mà cũng có những người nữa mà đau ít mà kết hợp với uống thuốc là cũng thấy đỡ luôn. Thì ví dụ như là mình có thể mắc những bệnh xương khớp chẳng hạn, nhưng mà ví dụ mình có bệnh huyết áp cao thì cái thuốc riêng về người già là phải uống cái thuốc huyết áp cao là mình phải uống thường xuyên. Còn về bệnh xương khớp thì mình phải uống thuốc xương khớp. Mà uống thuốc xương khớp thì mình muốn để mà uống thì thứ nhất là về ở đây thì tôi nói về đông y. Về đông y thì cái thuốc là thứ nhất là nó phải uống là được khám và uống theo chỉ định bác sĩ. Còn về phần mà người già thì uống thuốc thoái hóa xương khớp hoặc là thuốc khớp chẳng hạn thì cái đấy là theo chỉ định của bác sĩ là có thể là uống từng mỗi lần khoảng 15 đến 20 ngày, đấy là tùy theo chỉ định của bác sĩ. Có thể là kết hợp kèm theo châm cứu hoặc là có thể là xoa bóp bấm huyệt, các biện pháp khác, vật lý trị liệu, đấy là cũng tùy từng bệnh nhân. Nhưng mà tốt nhất là những người già có thể là khi mà đã mắc những cái bệnh mà ví dụ đau nhức xương khớp thì nó lại liên quan đến có thể là gây mất ngủ, thì lại đã mất ngủ nó kèm theo đau đầu thì có thể là gây đến những cái bệnh huyết áp cao, thì cũng nguy cơ là có thể là ảnh hưởng đến cái chuyện là huyết áp cao thì mình không theo dõi được, không kiểm soát được, có thể gây ra đột quỵ. Về châm cứu thì nói chung là cũng không những là người già đấy, mà ví dụ mắc những bệnh xương khớp thì có thể tùy từng đối tượng, tùy từng trường hợp bệnh nhân. Có thể là nếu không mắc những cái bệnh mà ví dụ như là bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch thì có thể châm cứu bình thường theo liệu trình của bác sĩ.
Trường hợp mà rau cứng thớp là vật lý trị liệu là rất là tốt, đặc biệt về cái thời tiết mùa đông như hiện tại thì người già thì kết hợp là vật lý trị liệu là rất tốt. Về vật lý trị liệu thì nó cũng phối kết hợp, thứ nhất là mình vừa xoa bóp này, vừa bấm huyệt, vừa kéo dán, vừa tác động cột sống, mà có thể là vừa là soi đèn hồng ngoại và một số biện pháp khác, trong có thể là đắp nến, đây là cũng nằm trong cái vật lý trị liệu. Và vật lý trị liệu thì cũng áp dụng cho cũng tùy từng bệnh nhân và bác sĩ chỉ định. Ví dụ những trường hợp mà những người già về xương khớp, thì nếu những người già mà đã thoái hóa thì cái áp dụng nó sẽ khác đi. Còn những ví dụ những đối tượng mà đau lưng cấp hoặc còn tuổi còn ít thì có thể bấm huyệt và kéo dán khác, cũng tùy từng trường hợp và tùy từng bệnh nhân. Thường thường là những bệnh nhân mà đau nhức xương khớp thì có thể là kết hợp là vừa là kết hợp và cấp thuốc cho bệnh nhân uống hàng ngày, vừa là kết hợp là có thể vật lý trị liệu, bệnh nó sẽ chóng khỏi hơn. Người già là phải có chế độ ăn uống ngủ nghỉ nó phải thích hợp. Ví dụ những cái thứ nhất là phải tránh được căng thẳng, thứ hai là tránh mất ngủ, và thứ ba là phải được nghỉ ngơi mà vận động thể thao nhẹ nhàng và thường xuyên. Về chế độ ăn uống của người già thì thứ nhất là người già phải ăn uống là ăn uống những thức ăn nhiều dinh dưỡng và dễ tiêu hóa, những thức ăn mềm đấy. Cái thứ hai là người già phải ăn uống các loại hoa quả giàu vitamin dễ tiêu hóa, và đồng thời người già thì cũng nên chế độ, thứ nhất là cũng nên ăn nhạt. Mùa đông thì về thứ nhất người già thì cũng là ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè. Người già mùa đông thì để ấm thì ví dụ như là chỗ giường ngủ chỗ nó phải ấm, tránh gió lùa. Ăn đêm người già thì cũng hay dậy đi tiểu đêm nhiều, nên người già thì tốt nhất là mình cũng dậy thì cũng không phải một lúc mình cùng dậy ngay, có thể là dậy, ngồi dậy một lúc rồi từ từ mà mình vệ sinh, là tốt nhất là vệ sinh thuận lợi nhất là có thể là không ra tránh không ra ngoài lạnh đột ngột. Nếu người già mà tối mà thời tiết nó lạnh thì có thể mình ra ngoài có thể là gặp gió lạnh là bất chợt thì có thể là gây ra những cái bệnh, là đặc biệt là những người già mà huyết áp cao là không tốt.